Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ cùng các em đi chữa tiếp tuần học số 7 trong cuốn sách bài tập tuần toán 2 tập 1 theo chương trình kết nối tri thức với cuộc sống. Trong tuần học số 7 này thì chúng ta sẽ học về phép trừ qua 10 trong phạm vi 20. Các em sẽ cần phải nhớ về bảng trừ qua 10, bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. Đầu tiên đó là bảng trừ 10. Thì trong cuốn sách này thì thầy đã tổng hợp tất cả các phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 ở đây. Từ giờ trở đi, các em sẽ bắt buộc phải học thuộc bảng trừ 10 này. Khi chúng ta thực hiện 15 trừ 9, chúng ta phải nhớ còn 6 luôn. Chúng ta không cần phải thông qua các bước tách số bị trừ hoặc tách số trừ nữa. Về bài toán nhiều hơn, ít hơn thì chúng ta cũng sẽ có phương pháp để tìm số lớn, tìm số bé. Thì thầy đã trình bày rất là chi tiết ở đây rồi. Thì những bạn có sách các bạn có thể sử dụng, xem qua để thực hiện bài tập. Và thầy sẽ đi vào trực tiếp phần bài tập. Trong phần B, phần bài tập thì chúng ta sẽ cùng đi trình bày. Phần 1, phần trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1 để bài hỏi hiệu của 14 và 7. Hiệu có nghĩa rằng chúng ta cần tìm phép trừ 14 trừ 7 và chúng ta được kết quả bằng 7. Đáp án C. Câu 2, 12 trừ mấy bằng 9? À, chúng ta có 12 trừ 3 bằng 9. Câu 3 để bài hỏi hiệu lớn nhất, có nghĩa rằng chúng ta cần phải đi thực hiện các phép tính của các 4 đáp án A, B, C. Sau đó chúng ta xem đáp án nào có kết quả lớn nhất, chúng ta khoanh vào. Đáp án A, 13 trừ 8 bằng 5, 15 trừ 7 bằng 8, 11 trừ 6 bằng 5, 16 trừ 9 bằng 7. Như vậy, trong 4 đáp án này thì đáp án B. Câu 4 đề bài, phép tính thích hợp. Phép tính thích hợp có nghĩa rằng chúng ta cần phải xem phép tính nào có giá trị bằng 16 trừ 6 trừ 2. Đầu tiên chúng ta thực hiện 16 trừ 6 thì bằng 10, 10 trừ 2 thì bằng 8. Vậy đáp án A, 13 trừ 4 bằng 9, không đúng rồi. B, 15 trừ 6 cũng bằng 9. Đáp án C, 16 trừ 8 bằng 8. Như vậy đáp án C đúng. Đáp án D, 18 trừ 9 bằng 9. Câu 5, số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm. 18 trừ 9 thì bằng 9 rồi. Bé hơn hỏi chấm. Bé hơn 4 cộng 7 bằng 11. Như vậy chúng ta thấy rằng số 10 sẽ phù hợp với đáp án A. Câu 6, nhà An có 11 cây cà chua và 5 cây cà tím. Để bài hỏi rằng số cây cà chua nhiều hơn số cây cà tím mấy cây đấy. Thì chúng ta nhìn thấy này, chúng ta có thể trình bày bài toán này trên sơ đồ như sau. Cà chua có bao nhiêu cây các bạn nhỉ? À, cà chua có 11 cây. Chúng ta sẽ thể hiện bằng một đoạn thẳng tượng trưng cho 11 cây. Cà tím có mấy cây? À, cà tím có 5 cây. Như vậy chúng ta thể hiện bằng một đoạn thẳng tượng trưng nhưng ngắn hơn thôi. À, đây chính là 5 cây. Đây là 11 cây. Và đề bài hỏi số cây cà chua nhiều hơn số cây cà tím. Thì nhìn vào sơ đồ chúng ta gióng vào đây. Số cây cà chua sẽ nhiều hơn số cây cà tím ở đoạn thẳng này. Nhìn vào sơ đồ thì chúng ta sẽ thấy rằng số cây cà chua sẽ nhiều hơn số cây cà tím. Thì số cây nhiều hơn nó chính bằng 11 trừ đi 5 và bằng 6. Như vậy chúng ta chọn đáp án C, 6 cây. Chúng ta sang phần 2 với bài số 1, đề bài yêu cầu tính nhẩm. Với bài tập này thì khi các em nắm rõ được bảng trừ quá 10 trong phạm vi 20 rồi thì chúng ta thực hiện bài 1 này rất là nhanh. 12 trừ 5 bằng 7, 13 trừ 4 bằng 9, 14 trừ 6 bằng 8, 11 trừ 3 bằng 8, 13 trừ 6 bằng 7, 17 trừ 9 bằng 8, 15 trừ 8 bằng 7, 16 trừ 7 bằng 9. Chúng ta sang bài số 2, để bài yêu cầu chúng ta điền số vào trong ô trống. Bài tập này thì chúng ta cũng thực hiện theo chiều từ trái sang phải thôi. 14 trừ 4 trừ 1, 14 trừ 4 thì bằng 10, 10 trừ 1 thì bằng 9, vậy chúng ta điền số 9. Ý tiếp theo, 13 trừ 3 trừ 4, 13 trừ 3 thì được 10, 10 trừ 4 thì bằng 6, vậy chúng ta điền số 6. Ý tiếp theo, 11 trừ 1 trừ 8, 11 trừ 1 thì bằng 10, 10 trừ 8 thì bằng 2, như vậy chúng ta điền số 2. Ý tiếp theo, 14 trừ 5, bài tập này chúng ta ôn tập lại về phép tách. À, chúng ta tách số trừ đúng không? Tách số trừ thì tách bằng 4 và 1. Tại sao lại bằng 4 và 1 nhỉ? À, vì 14 trừ 4 bằng 10 mà.
14 trừ 4 bằng 10, 10 trừ 1 thì bằng 9. Tương tự 13 trừ 7 chúng ta tách bằng 3 và 4. 13 trừ 3 được 10, 10 trừ 4 bằng 6. Vậy chúng ta điền số 6. 11 trừ 9 bằng 11 trừ 1 trừ 8. 11 trừ 1 bằng 10, 10 trừ 8 bằng 2. Như vậy chúng ta điền số 2. Chúng ta sang bài 3. 11 trừ mấy thì bằng 7, 11 trừ 4 bằng 7, 15 trừ 6 thì bằng 9, 11 trừ mấy bằng 4, 11 trừ 7 bằng 4, 14 trừ mấy bằng 6, 14 trừ đi 8 thì bằng 6, 12 trừ 7 bằng 5, 17 trừ 8 thì bằng 9. Chúng ta sang bài số 4 để bài yêu cầu điền dấu thích hợp vào trong ô trống. Với bài tập này thì chúng ta cũng sẽ đi tính toán để chúng ta so sánh thôi. Ý đầu tiên, 17 trừ 8 thì bằng 9. 9 so với 10 thì đương nhiên 9 bé hơn 10 rồi. Chúng ta điền dấu bé hơn. 12 trừ 7 bằng 5. 11 trừ 6 bằng 5. Như vậy chúng ta điền dấu bằng. Ý tiếp theo, 15 trừ 7 bằng 8. 13 trừ 7 bằng 6. Chúng ta so sánh giữa 6 và 13 trừ 9. 6 này. 13 trừ 9 thì bằng 4. 12 trừ 9 bằng 3. 11 trừ 8 bằng 3. Và chúng ta điền dấu bằng. Ý tiếp theo, 16 trừ 8 bằng 8. 18 trừ 9 bằng 9. 8 bé hơn 9. Chúng ta điền dấu bé hơn. Chúng ta sang bài số 5. Đề bài. Thấy cô Mai đang mang một chồng sách có 12 cuốn sách. An chạy và giúp cô mang theo 5 cuốn sách. Đề bài hỏi cô Mai còn mang theo bao nhiêu cuốn sách nữa. Bài tập này cũng rất là hay. Chúng ta có thể hiểu bài toán trên sơ đồ như sau. Cô Mai này, cô Mai có tất cả 12 cuốn sách. Có 12 cuốn. Lúc này thì An chạy qua để giúp cô mang theo 5 cuốn. Thì có 12 cuốn này, trong đó có 5 cuốn. 5 cuốn mà An đã giúp cô rồi. Như vậy thì đoạn thẳng này chính là số cuốn sách mà cô Mai có mang theo. Vậy nhìn vào sơ đồ chúng ta sẽ dễ dàng tính được phép tính 12 trừ 5 thôi. Vậy để bài hỏi cô Mai còn mang bao nhiêu cuốn sách, chúng ta trả lời bài toán rằng cô Mai còn mang số cuốn sách. Chúng ta thực hiện 12 trừ đi 5 bằng 7 đơn vị cuốn. Em đáp số bài toán. Chúng ta sang bài 6, đề bài. Lớp 2A có 9 bạn nữ, số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ 7 bạn. Đề bài hỏi, hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn nam? Bài tập này chúng ta có thể thể hiện bằng bài toán trên sơ đồ như sau. Lớp 2A có số bạn nữ này. Nữ có bao nhiêu bạn nhỉ? Nữ có 9 bạn. Như vậy chúng ta sẽ thể hiện số bạn nữ bằng một đoạn thẳng tượng trưng cho 9 bạn. 9 bạn này. Số bạn nam thì sao? Số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ 7 bạn. Như vậy chúng ta sẽ thể hiện bằng một đoạn thẳng nhiều hơn, có nghĩa đoạn thẳng đó phải dài hơn. Dài hơn. Và dài hơn số bạn nữ này. Một đoạn. Đoạn này là 7 bạn. 7 bạn. Như vậy để bài hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn nam, đúng không? Nhìn vào sơ đồ thì chúng ta thấy rằng số bạn nam sẽ bằng đoạn này. Đoạn này cũng là 9 bạn mà. Gióng xuống, đây đoạn này 9, đoạn này 7 bạn. Như vậy thì số bạn nam sẽ bằng 9 cộng 7, đúng không? Vậy chúng ta trả lời bài toán rằng lớp 2A có số bạn nam này. Chúng ta nhìn vào sơ đồ, chúng ta thực hiện 9 cộng 7 bằng 16 bạn. Và kem đắt số bài toán 16 bạn. Chúng ta sang bài số 7. Giải nụa màu xanh dài 18 cm, giải nụa màu đỏ ngắn hơn giải nụa màu xanh
9 cm. Đề bài hỏi hỏi giải nộ màu đỏ dài bao nhiêu cm. Bài tập này thì chúng ta cũng vẽ sơ đồ. Với tất cả các bài toán đố thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp vẽ sơ đồ rất là dễ dàng thôi. Chúng ta giải nộ màu xanh này. Và giải nộ đỏ. Đề bài cho giải nộ màu xanh dài 18 cm. Như vậy chúng ta sẽ vẽ một đoạn thẳng tượng trưng cho 18 cm nhé. Tượng trưng thôi, nó không nhất thiết phải bằng. Đấy, đoạn này tương ứng với 18 cm. Đề bài nói rằng giải nộ màu đỏ ngắn hơn giải nộ màu xanh. Ngắn hơn, như vậy chúng ta sẽ vẽ một đoạn thẳng ngắn hơn màu xanh. Ngắn hơn, ngắn hơn màu xanh 9 cm. Có nghĩa rằng màu xanh dài hơn màu đỏ 9 cm. Vậy đây chính là 9 cm. Đúng chưa? Và đề bài hỏi rằng hỏi giải nộ màu đỏ dài bao nhiêu cm. Nhìn vào bài toán này thì chúng ta thấy rằng giải nộ màu đỏ này, màu đỏ đây, tượng trưng đoạn này màu đỏ, cộng với 9 cm thì bằng 18 cm. Như vậy thì muốn tính được giải nộ màu đỏ dài bao nhiêu cm đoạn thẳng này, đúng không? Chúng ta sẽ thực hiện 18 trừ đi 9 thôi. Khi vẽ sơ đồ ra để các em sẽ biết cách trình bày bài toán, chúng ta trả lời bài toán rằng giải nộ màu đỏ dài số cm. Chúng ta thực hiện 18 trừ đi 9 và bằng 9 đơn vị cm đáp số 9 cm. Chúng ta sang tiếp với bài số 8. Đề bài: trong cùng một tòa chung cư, gia đình Mai ở tầng 8, gia đình An ở vị trí cao hơn gia đình Mai 6 tầng. Hỏi gia đình An ở tầng bao nhiêu? Câu này rất là hay. Đề bài cho này, gia đình Mai ở tầng 8 này, chúng ta có thể vẽ một tòa chung cư ra, tượng trưng nhá. Đây là một tòa chung cư này. Đấy, tòa chung cư rất nhiều phòng đúng không? Một tòa chung cư chúng ta vẽ tượng trưng ra. Thì đề bài cho cái gì nhỉ? Nhà Mai ở tầng 8, thì gọi đây là tầng 8 đi. Đây gọi là tầng 8. Nhà Mai đang ở đây đúng không? Đề bài nói rằng gia đình An ở vị trí cao hơn gia đình Mai 6 tầng. Có nghĩa rằng từ đây đến đây nó tương ứng với 6 tầng. Và đề bài hỏi rằng gia đình An ở tầng bao nhiêu? Gia đình An ở trên đây. Khoảng cách từ chỗ An, từ chỗ Mai là 6 tầng. Như vậy thì nhìn vào bài toán thì chúng ta sẽ thấy rằng gì nhỉ? Gia đình An sẽ ở tầng 8 cộng 6. Chúng ta thực hiện phép tính cộng. Vậy chúng ta trả lời bài toán rằng gia đình An ở tầng 8 cộng 6 bằng 14. Đáp số 14. Chúng ta sang bài số 9, mức độ 3. Năm nay Vi 11 tuổi, Vi lớn hơn Hà 3 tuổi. Hỏi năm nay Hà mấy tuổi? Với bài tập này thì chúng ta cũng sẽ sử dụng phương pháp sơ đồ thôi. Khi các em sử dụng phương pháp sơ đồ thì chúng ta sẽ giải được tất cả các bài toán. Đầu tiên này, Vi. Đề bài cho Vi 11 tuổi. Vậy chúng ta sẽ vẽ một đoạn thẳng tương ứng với 11 tuổi ra. Tượng trưng thôi nhé. 11 tuổi. 2. Đề bài nói rằng Vi lớn hơn Hà 3 tuổi. Có nghĩa rằng tuổi của Hà phải ít hơn tuổi của Vi. Đúng không? Vậy tuổi của Hà ít hơn tuổi của Vi 3 tuổi. Đây tuổi của Hà đang cần tìm. Và đoạn thẳng này 3 tuổi. Thì nhìn vào sơ đồ, chúng ta sẽ dễ dàng tính được tuổi của Hà sẽ bằng 11 trừ đi 3 thôi. Trong bài tập này chúng ta nhìn thấy từ lớn hơn, nhưng phép tính của chúng ta sẽ lại là phép tính trừ. Và chúng ta trả lời bài toán rằng tuổi của Hà năm nay này. Chúng ta thực hiện 11 trừ đi 3 bằng 8 đơn vị tuổi. Đáp số
8 tuổi. Như vậy chúng ta đã vừa giải xong bài số 9, cũng là bài tập cuối cùng của tuần học số 7 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo.